Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Hiện tại của mình đang là dòng sản phẩm Samsung Galaxy S8 đang sử dụng cái phiên bản Android là 7.0. Đây các bạn thấy nó đang sử dụng Android 7.0 nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách up ROM lên Android 8 trên cái dòng sản phẩm Samsung Galaxy S7. Mình xin lỗi là S8 và S8 Plus này tương tự như nhau. Vì đây mình sẽ demo bằng cái sản phẩm Samsung Galaxy S8. Còn phiên bản S8 Plus thì các bạn làm tương tự với bản ROM dành cho Samsung Galaxy S8 Plus ha. Cũng như các bạn đã biết thì một vài ngày trước thì Samsung tung ra bản cập nhật Android 8 cho cái dòng sản phẩm là S8 và S8 Plus, nhưng sau đó một vài ngày thì Samsung ngừng cung cấp, dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ có máy mà không nâng cấp lên được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp vô OZIN để cho nó sạch máy và nó nâng cấp lên ổn định hơn. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn trước khi mà thực hiện cái việc là nâng cấp này, các bạn lưu ý giúp mình là sạc pin từ điện thoại của mình khoảng là trên 70% pin. Thứ hai là có dữ liệu gì đó thì các bạn sao chép lại. Và đặc biệt thứ ba là những cái tài khoản giống như là Samsung account hoặc là tài khoản Google account thì các bạn sẽ hết xóa hết, không để cái tài khoản nào trên đây hết nha. Ok, ba việc sạc pin trên 70%, sao chép tất cả dữ liệu lại. Thứ hai, ba nữa là xóa hết tất cả tài khoản. Rồi ok, mình sẽ tiến hành thao tác hướng dẫn các bạn cách mà nạp ROM vô OZIN nâng cấp lên Android 8 trên phiên bản mà Samsung Galaxy S8 demo này. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn trên máy tính của mình. Ở trên máy tính thì các bạn sẽ thấy mình sẽ có một cái ROM stock. Đây, bốn cái file ROM để nạp cho Samsung Galaxy S8. Mình sẽ bỏ vào một bên và cái phần mềm OZIN. Các bạn sẽ chọn đúng cái OZIN này mới nạp được ha. Các bạn chọn phiên bản OZIN khác thì sẽ không có nạp được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tiến hành nạp thôi. Cách làm OZIN lên. Rồi đây nó sẽ có BLAB, các bạn sẽ chọn tương ứng. Cách là bấm lên đầu tiên là chúng ta sẽ chọn BL. Đó, nạp BL vào. AB. Nạp AB vào. CB, các bạn sẽ chọn CB vào. Và CC thì các bạn sẽ chọn even là CC. Ok. Rồi như vậy là các bạn đã hoàn tất cái việc đưa các file ROM vào trên cái này rồi, OZIN rồi. Thì trên điện thoại chúng ta sẽ thực hiện một cái vấn đề nữa là tắt nguồn sản phẩm. Tắt nguồn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đưa điện thoại của mình về chế độ download mode bằng cách nhấn giữ 3 phím nguồn, USB và giảm âm lượng ha. 3 phím cùng lúc, nguồn, USB và giảm âm lượng, 3 phím này. Rồi mình sẽ bấm cho các bạn thấy 3 phím này cùng một lúc thật chặt nè. Ok. Rồi, sau đó các bạn bấm phím tăng âm lượng. Này, nó hiện lên volume continue. Đó. Rồi, và được chế độ đã lock mode rồi, chúng ta sẽ bấm lên đây, cắm cáp vào. Rồi, bây giờ thì các bạn thấy ở trên đây nó đã có hiện lên con 7, nghĩa là đã nhận điện thoại rồi, đã có driver bình thường hết. Và nếu mà chưa có, các bạn sẽ cài đặt driver Samsung, hoặc là các bạn muốn kiểm tra thì bằng cách là vào trên cái mục này. Còn cái mục device manager này. Rồi, cái mục Samsung này. Các bạn sẽ thấy ở đây có cổng này. Nên là đã nhận driver rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái bước quan trọng là bước start các bạn. Tuyệt đối là không nên rút cáp cũng như là đánh chặn điện thoại ha. Ok. Rồi, quá trình này nó sẽ chạy diễn ra khoảng mất 5 đến 10 phút. Các bạn sẽ đợi thôi. Thank you.
Ok, các bạn thấy là nó xong rồi. Chúng ta sẽ tắt cái oxy này đi. Tắt cap rồi. Rồi nó chạy gần xong rồi. Ok, đó. Các bạn đang thấy giao diện ảnh rồi 8.0 chưa? Rồi chúng ta sẽ thiết lập lại các bước cơ bản ban đầu của sản phẩm thôi là được. Không, cảm ơn. Mình bỏ qua. Đồng ý. Các bạn không muốn tải về thì các bạn có thể tự động bỏ qua luôn. Không khắc phục. Đây là các bước thiết lập ban đầu thôi. Ok, tất cả đã hoàn thành. Trình thuật của bạn đã được sử dụng. Đó, các bạn thấy. Xong. Cái giao diện giống với đây. Đây là thông tin về cái sản phẩm. Ok. Đó, các bạn sẽ thấy cái một thông tin phần mềm phiên bản Android 8.0. Đó. Rồi, như vậy hiện tại thì mình đã cập nhật lên thành công cái phiên bản Android 8.0 cho cái dòng sản phẩm Samsung Galaxy S8 thông qua Ozone. Cập nhật lên phiên bản này thì nó sẽ sạch sẽ hơn, nó không vướng những phần mềm rác. Này, trước khi các bạn khôi phục thì các bạn nên nâng cấp lên thì các bạn nên chạy lại chương trình bằng cách là hard reset cho sản phẩm cho nó sạch hơn, rồi sau đó nạp các bạn Ozone này vào để cho máy nó đỡ gặp những cái vấn đề là liên quan tới cái xung đột phần mềm. Thì khi mà các bạn làm như vậy hoàn toàn không bị mất bảo hành ha, cũng không bị vấn đề gì hết, các bạn sử dụng bình thường. Và vậy mình xin kết thúc quá trình nâng cấp cái phiên bản Android 8 cho dòng Samsung Galaxy S8 cũng như là S8 Plus thông qua Ozone. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì hãy comment để clip mình vẫn chỉ là còn sớm nhất. Nếu thấy clip có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh với mình. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video clip.